Có ai khi khi mà bà mà không còn ấy, có ai làm mai làm muối cho ông để mà lấy người khác lần nào không? Ông đi được 2 năm rồi. À. Ông chán quá, ông không về. À. Nhưng mà đợt đấy là bé Mạnh ở với lại ông hay là làm như nào? Bé Mạnh chưa có đâu. Nếu mà tầm độ 24 đi thì là mỗi người được 12 triệu. 12 triệu mà ông giả ngân hàng 13 triệu là vẫn còn thiếu 1 triệu nữa. Nhưng mà giả xong là ông không có tiền, không có trâu rồi. Châu rồi. Xin kính chào toàn thể quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bán Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bác, hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục có mặt ở nhà hai ông cháu cô bác ạ. Ở những cái video trước thì các bác cũng đã theo dõi những cái quá trình mà mấy anh em thợ là thực hiện là ngôi nhà là như thế nào rồi. Và đến hiện tại thì mấy anh em đội thợ cũng đã hoàn thiện xong là cái phần thô của ngôi nhà rồi. Và hiện tại thì còn là cái phần cửa này là chưa thể mà lắp được cô bác ạ. Cháu Lực cũng đã có hẹn với lại là mấy anh em cơ khí để mà lên trên nhà của hai ông cháu để mà đo đạc xem là cái kích thước của ngôi nhà là cần bao nhiêu, và những cái khung cửa sổ cũng như là cửa chính và cửa phụ. Ở đây thì cháu Lực đo để mà gửi cho mấy anh em đội thợ cũng được thôi cô bác. Đấy, nhưng mà cháu Lực không muốn rằng là khi mà sau này có những cái sai sót gì cô bác về cái cửa ấy, thì mấy anh em đội thợ bên cơ khí thì lại nói rằng là do là kích thước cháu Lực đưa gửi thì cho mấy anh em đội thợ, thì mấy anh em đội thợ chỉ biết làm theo đó thôi, và sợ rằng là nó bị sai, có thể là nó nhỏ hơn và có thể là nó lớn hơn cô bác. Thì cháu Lực sẽ hẹn bên cơ khí để mà làm cửa đấy là một hôm để mà cho mấy anh em đội thợ về đo cái phần cửa này trong mọi cái của bác. Thì cháu Lực sẽ tiến hành sau khi mà vào chờ cái cửa để mà lắp đấy, thì cháu Lực sẽ tiến hành vào công việc là sơn trước của bác ạ. Ở trên xá thì để mà chọn là đội sơn này với lại là làm cơ khí thì là hầu như là không có của bác. Đấy, nếu mà có người ta biết việc ấy thì người ta không có làm ở trên xá cả, người ta đi xuống huyện hoặc là đi làm thuê cho những cái nơi khác, có thể là những cái nơi mà rất là xa. Đấy, thì mỗi lần mà cháu Lực đi tìm những cái đội thợ về làm ấy các bác là đều là phải đi xuống huyện thì mới tìm được người về để mà đo cửa và xem là cái tay nghề của quán nào mà cứng cắp với lại là người ta làm lâu năm đấy các bác, thì cháu Lực là mới chọn vào. Mặc dù là cái kích thước về những cái số lượng cửa ấy nó không có nhiều đâu các bác. Đấy, nhưng mà nó có ít thôi. Đấy, thì một phần là mấy anh em đội thợ thì người ta cũng biết là cháu Lực làm về cái kênh YouTube thiện nguyện đấy các bác, thì là người ta mới là lên cả, chứ không là người ta phải nói là rất là khó lên. Tại vì các bác đường thì xa này, xong là cửa thì là mình làm ít nữa, mà gọi người ta lên đến tận nơi thì nó người ta cũng không có lên cả. Thì đội thợ đợt mà làm cửa đấy các bác, thì cháu Lực cũng đã đội thợ của nhà hai anh em Hải Sử đấy, thì đợt này cháu Lực lại tiếp tục là đồng hành cùng với lại đội thợ đấy để mà đi vào và đo cửa. Hôm nay thì cháu Lực đi xuống thì không có gặp là ông ở nhà cả cô bác ạ. Hiện tại thì là mỗi cửa là chưa lắp thôi cô bác. Vào bên trong nhà thì đường điện đường nước thì lắp là đường điện đường nước thì là đầy đủ rồi. Bên này là cái công tác ở phòng bếp. Ở phòng khách thì sẽ có gồm là hai công tác cô bác ạ, một công tác để ở bên này. Đấy, thì ở những cái video trước thì cháu Lực cũng đã chia sẻ luôn cho các bác biết rồi, và những cái chỗ nào mà cần là lắp ổ điện và có những công dụng gì thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên. Ở trong nhà thì ông cũng dọn dẹp đi dọn dẹp lại thì cũng tương đối là khá là gọn gàng và sạch sẽ rồi. Bây giờ thì còn một phần nữa là về cái phần sơn đấy. Sau khi mà mấy anh em đội thợ sơn lên các bác, thì cháu Lực sẽ bảo mấy anh em đội thợ là để mà làm sao mà không cho bị dính, để mà không dính thì chắc chắn là không có, nhưng mà để giảm thiểu các bác, để giảm thiểu cái phần mà sơn mà dính vào cái phần nền nhà đấy, sau này nó rất
khó có. Không biết hôm nay thì ông đi đâu rồi cô bác ạ? Tầm mà buổi chiều tối nơi này thì có thể là ông đi lấy cỏ là nhiều cả. Vừa rồi thì cháu Lực có ra phía bên kia rồi nhưng mà không thấy là ông cắt cỏ bên kia cả. Phía bên này thì cháu Lực cũng thấy ông là thường xuyên là đi vào đấy cắt cỏ đấy cô bác. Thì cháu Lực sẽ đi vào để mà xem là ông cắt cỏ là tới đâu rồi. Ngôi nhà của ông thì chơ sơn thì đã thấy là nổi bật ở cái phần là mái rồi cô bác này. Và những cái video trước ấy là những cái chỗ phần sân này cô bác này chưa được san phẳng thì các bác nhìn nó hơi chỗ thấp chỗ cao. Đấy, nhưng mà sau khi mà san phẳng sân thì cháu được ghi hình tại thời điểm hiện tại thì các bác nhìn thấy ngôi nhà nó sẽ được cân hẳn các bác nhé. Ở bên này thì còn một chỗ nữa thôi, hôm nào để cho ông là dọn nốt để mà để ra phía bên đông nhà bên kia. Ông đi lấy cỏ về rồi này các bác này. Thôi chào chào ông nhá. Ông đi tận đâu để lấy cỏ về đây ông? Tận bên kia à? Cái này là lấy cỏ cho nó ăn luôn hay là để dành cho ngày mai không? Vâng. Ông gửi một lời chào tới các bác nào không? Chào các bác có chỉ nhá. Chỗ này là cũng có phân trâu khá là nhiều đấy ông nhỉ, chỗ này ấy. Cái gần lũ sống thì đi vào nhiều. Thế là mấy cái phân trâu khô này là mấy nữa gặt lúa xong là ông lấy đi xuống ruộng đúng không? Ruộng của nhà ông thì hoàn toàn là những cái phân bón đấy các bác. Thì gọi là những cái phân của con trâu thôi, cũng không có NPK hay là phân đạm là bỏ vào cả. Vâng, năm nay thì hầu như là không phải là của mình nhà ông cả, hầu như là đa số ông ạ. Cái đa số là số 7 bao không được. Vâng. Cái năm nay thì có vẻ như là lượng thóc của nhà ông là không có đủ ăn đâu các bác, còn thiếu hơn, trầm trọng hơn những năm trước này. Ngày mai ông dọn mấy cái viên gạch này để ra bên nhà đi ông nhá. Ông ơi, nếu mà một tí nữa mà làm được thì cháu với ông đẩy vứt ra kia đi ông ạ. Để cho nó không có vướng nữa, nhìn xa về thì trông nó vướng quá. Cháu với ông cứ dọn để vào đây này ông, để vào cái góc để đồ đạc này. Đấy, tí ấy. Cháu với ông là đi lấy cỏ trâu đã nhỉ. Xong thì hai ông cháu làm sao? Cháu gắm lên một tí. Vâng. Thời gian trước thì bé Mạnh chưa đi vào lớp 1 đấy cô bác. Thì mỗi lần xuống đây là bắt gặp là hai ông cháu đều là ở nhà hết. Thời điểm này thì đi xuống thì không có bắt gặp là ông nữa rồi, bắt gặp là bé Mạnh nữa rồi. Mang bao tải đi làm gì đâu? Cái này rau lợn luôn nào. Vâng. Đây, cuộc sống của ông thì là một mình khi mà Mạnh đi học ấy, một mình là coi như là gọi là như là neo đơn luôn các bác. Ông thì để mà về tuổi mà già quá thì cũng chưa đến tuổi các bác ạ. Năm nay ông được 50 mấy rồi ông nhỉ? 58 rồi à? 58 rất xỉ là gần 60 rồi. Ông không, từ trước đến giờ ông không tỉnh tính lấy thêm vợ mới à? Ông ông thế ông không có suy nghĩ là lấy vợ mới à? Có tiền thì lấy được không? Cái cột cây
chảo này các bác này, thì ông chặt để làm cái chuồng trâu ấy. Đấy, như ông thì nếu mà để mà có tuổi thì mà lấy được vợ thì cũng thuộc dạng là chưa quá tuổi mấy cô bác, mới được có năm mấy thôi. Đấy, nhưng mà ông là từ trước đến giờ là ông vẫn lựa chọn là sống một mình cả, một mình là nuôi bé Mạnh thôi. Bây giờ vậy, chỗ để mà làm mà chuồng trâu thì cũng không có này. Ông có chặt cái cột để làm chuồng trâu không này? Những cái cột to to này này. À, những cái cây này là mặc dù nhìn nó thế này là vẫn còn non đấy ông nhỉ? Tức kiểu nó lớn nhanh ấy, có bác mấy cây này. À, sao đấy, ở kia có một cái cột mà to to đây, cột kia chưa được à? Ờ, đấy cột to này. Nhưng mà cái cột này thì để thích hợp làm mấy nhà to đây không nhỉ? Để làm cho. Vâng. Vâng. Hầu như là đi vào con trâu của nhà khác của bác nhá, phải cỏ này phải cắt về xong rồi lại thái nữa. Còn riêng trâu của nhà ông thì có thể như ông từ trước đến giờ là ông ở một mình nữa bác, cho nó ăn thế là quen rồi, thành ra là vâng. Bây giờ thái cho là cũng không biết ăn đâu nhỉ, ngắn quá. Vậy ông thì phải nói là chăm trâu này là nước kiểu chăm chăm cháu chăm con luôn đúng không bác? Ngoài bé Mạnh ra thì những người bạn là trâu này, xong là thêm là chó nữa. Gà của ông thì hôm nọ là bị dịch là chết gần hết rồi ông nhỉ? Nó cũng mấy con gà thôi nhưng mà bị dịch là chết hết rồi. Gần hết rồi các bác. Chắc đâu đó tầm độ 1 đến 2 con thôi là còn sống ông nhỉ? Và từ trước đến giờ thì có ai khi mà bà mà không còn ấy, có ai làm mai làm muối cho ông để mà lấy người khác lần nào không? Nó lấy mà bà rồi mà nó bảo cho ở nhà nó thì không được. À, thế là trước là hàng xóm là có làm mai muối cho ông là bảo là đi lấy một bà xong là đi ở nhà người ta đúng không? Ông đi ở 2 năm rồi. À, không chán quá không về. À, nhưng mà đợt đấy là bé Mạnh ở với lại ông hay là như nào? Bé Mạnh chưa có đâu. À, thế là lâu rồi nhỉ? Lâu rồi. Tầm độ mấy năm rồi ông bây giờ ấy? 5 năm rồi. 6 năm rồi. Thế là từ... Lúc ông đi thì bố mẹ còn chưa lấy rồi. À, thế là lâu lắm rồi nhỉ? Thế nhưng mà đi lúc đấy là đi là xa không ông? Dưới xa trên. À, thế là ông lên trên đấy ở được là 2 năm xong rồi ông mới về? 2-3 năm ấy. 2-3 năm, à, thế là đợt này là... Đi là lại. Vâng, thế nhưng mà sau cái đợt đấy thì có ai làm mai làm mối cho ông để mà lấy thêm một người khác không? Không. Không à? Nhưng mà đấy là ông không muốn hay là hay là không có không? Không muốn. À, vâng. Đi lại mệt quá này. Vâng, thích cuộc sống một mình nhiều hơn nhỉ? Nhưng mà từ lúc mà có bé Mạnh thì ông lại không có suy nghĩ là lấy thêm vợ nữa nhỉ? Đấy, một mình chăm bé Mạnh thì đã mệt rồi. Mặc dù là như ông thì gọi là bà ấy, thì là cũng mất lâu rồi, nếu mà để mà đi thêm bước nữa thì cũng không sao cả, con cái thì cũng lớn hết rồi. Mất sớm. Vâng. Mất thì bố mẹ bé hơn mẹ một tí. Ồ, thế là bà đã mất rồi. Nhưng mà trước ông kể với cháu là bà là bị gì không ông? Bị gì giống như là đau bụng. À. Chết mà. Ồ. Nằm viện. Một lần đi một tháng, hai tháng. À. Rồi cũng ba không gì nhiều lắm. Thế là bà là bị bệnh là được tầm mấy năm thì mới mất không? Thì 3 năm. À. Tại hôm nay. À. Không toàn đi ăn thuê mấy mua khóc mua bảo được nó ăn. Vâng.
lũ này chứ không có gì với người ta. À. Cơn giả người ta hết. À, đập xong cơn giả người ta hết là cũng không được, không không được bao nào. Không bao nào ông là đi ăn thuê làm ăn. À. Đi là tháng 1, tháng 2 là đi vay tiếp. À. Đến xong là những tháng 6, tháng 7. Là mình mới lại giả. Mình lại giả. Một năm là thiếu 2 lần. Ồ. Nhưng mà từ từ cái đợt mà cháu xuống ấy là hầu như là nhà ông là cũng đợt đấy là cũng thiếu đấy nhỉ. Ừ, mà, thiếu một hai cháu. Vâng. Mặc dù là có hai ông cháu thôi nhưng mà ruộng thì cũng có đâu đó là tầm độ mười mấy 20 thửa gì đấy các bác. Vậy nhưng mà do thứ nhất là cái cách chăm sóc của ông ấy là cũng không có năng suất, với lại là cũng không có phân bón nhiều. Thành ra là cái lượng mà năng suất thì nó cũng được nhiều hơn. Có tiền mua đỏ luôn đúng không? Vâng. Đấy, một tháng thì còn phải là gồng gánh thêm là cái khoản là ngân hàng là thêm là 13 triệu ông nhỉ. 13 triệu theo như ông nói rằng là nếu mà trâu này sau này mà bán ấy, thì mỗi người được một nửa thì ông sẽ lấy cái khoản đấy. Nhưng mà nếu mà để bán trâu ấy, ông giả ngân hàng thì ông làm gì còn trâu nữa. Đấy, không còn trâu để mà cày nữa. Đi mượn hàng xóm thì thí dụ như mượn nhà Quyết đi thì cũng chỉ mượn được tầm độ là 1-2 vụ thôi chứ làm gì mượn được suốt đâu ông nhỉ? Con này bây giờ họ vẫn còn có 23-24 đấy á. 23 nếu mà tầm độ 24 đi thì là mỗi người được 12 triệu. 12 triệu mà ông giả ngân hàng 13 triệu là vẫn còn thiếu 1 triệu nữa. Nhưng mà giả xong là ông không có tiền, không có trâu rồi. Rồi. Không có gì để mà cày, để mà lấy phân rồi. Ông đi lấy rau lợn tận đâu ấy? Đi không? Không à, tí một tí nữa tối đấy. Trong hai ông cháu mình nhà tâm sự là lâu quá thì thành ra là công việc của nhà hai ông cháu đấy các bác thì về ngôi nhà là đi tới đâu thì cháu được sẽ tiếp tục là chia sẻ cho các bác là cùng sớm để cùng biết. Và khi mà hoàn thiện đấy các bác thì cháu được sẽ có video lên là đầy đủ. Cho thấy đây là có cá hay sao ấy, ở trong này ấy. À. Này à. Này những cái công việc này thì phải nói là sau này mà đến cái mùa đông đấy các bác. Đến cái mùa đông thì cực kỳ là lạnh luôn. Thời tiết ở trên vùng cao thì các bác biết rồi, đến mùa đông thì không khí thì đi ra ngoài là còn lười nữa, huống chi là đi làm thêm những công việc này. Nước thì toàn 6-7 độ, có khi là còn âm độ nữa. Cái thửa này là thửa của nhà bà trẻ đấy hả ông? Con bé. À, thế là cho ông lấy đúng không? Này là lấy một bao này đủ chưa ông? Vâng. Cái cây của ông để mà ông chặt làm cái chuồng trâu ấy thì chặt đủ chưa ông? Đủ đâu. Còn thiếu bao nhiêu cột nữa không? Đó 16 cột. Vâng. Đấy, mặc dù là ông là khác tận dụng lại những cái gỗ của nhà ông các bác nhá, cái rừng của nhà ông ấy, xem là có bao nhiêu cái cây ấy thì ông chặt để ông làm một cái chuồng trâu, làm cái chỗ mà cho trâu ở đó. Nhà của hai ông cháu thì cũng người thì cũng chỗ ở đàng hoàng rồi đấy. Nhưng con vật con động vật mà mình nuôi thì nó không có chỗ ở thì cũng tội, nó toàn là buộc đi vào trong bụi tre hoặc đi vào trong những cái rừng này có băng này. Những cái ngày mà không mưa thì không sao ấy, nhưng mà những cái ngày mưa ấy thì cũng tội chứ.
1 tháng 12 đi là khó rồi. Vâng. Châu phải lấy bật kê cái. Vâng. Nhưng tầm mà hai ông cháu thì các bác theo dõi được là những cái video ở những cái tầm độ mùa đông ấy các bác, thì các bác cùng chứng kiến cái cảnh là hai ông cháu ở rồi. Nói là lúc đấy thì nhìn là bé Mạnh thì rất là thương các bác, khi mà đi xuống ấy, những cái bữa ăn của hai ông cháu là có khi có buổi đêm là còn nấu cháo thôi, cháo ăn thôi. Mạnh thì đến và thời gian này thì lên trường học ấy, thì được ở trong nội trú ấy, cho nên là có những cái chính sách của nhà nước ấy, còn được ăn cơm, có thịt, có thà mà ăn. Cái cây mòn bon này mà nó cái bon này mà nó cái cây đỏ đỏ nó ngứa hơn đâu nhỉ? Cái loại trắng này thì nó đỡ hơn các bác. Đúng rồi. Cái này thì nó có hai loại các bác ạ. Có một loại trắng thì không ngứa. Cái này thì đối với lại là cháu Lực thì cũng công việc này thì cũng không có san là gì cả. Ở nhà thì là thời còn mà cũng đi học các bác. Về nhà là cứ mỗi lần về nhà là chủ nhật ấy, là hộ bố mẹ là lấy rau lợn này, đi lấy cỏ này. Sinh ra và lớn lên thì cũng ở trên nông thôn thôi, thành ra là những cái công việc này, những công việc mà những cái hoàn cảnh nào mà cháu Lực đi chia sẻ đấy các bác, nó diễn ra thì nó là một cái chuyện mà hết sức là bình thường thôi. Nhưng mà các em thì lại nó lại thuộc vào cái hoàn cảnh mà không cha không mẹ, không cái tình thương gì cả, thành ra là các em là khổ ở những cái chỗ đấy. Những cái gia đình mình nghèo nhưng mà gia đình mình nghèo ấy, nhưng mà khi mà mình có những cái sự tình yêu thương của bố mẹ thì nó cũng đỡ hơn, có tình cảm gia đình thì nó cũng đỡ hơn. Mặc dù là mỗi ngày mình ăn cơm là với lạc thôi hay là với rau thôi, thì cả nhà mình ăn thì nó cũng đầy đủ hơn, lúc nào mà nó cũng ấm cúng hơn. Ôi anh ơi, rắn ông ơi, rắn đây ông ơi. Thế đâu, đây con rắn nước này, cẩn thận ông nhá, đây này. Đây này, con này con rắn nước hay sao không ạ? Đấy, đi vào đây lấy này. Đấy, trước mặt ông này, nó tìm cá ăn đấy. Ủa rồi, cháu Lực tưởng con lươn đấy, đây này có bác. Ông thấy chưa? Thấy được. Ê, đi vào chú ông đấy. Con rắn này thì là rắn nước thôi, cho nên là cũng không có nguy hiểm lắm. Nếu mà thuộc dạng là rắn hổ mang, tầm nổi rắn cặp nia thì đúng là. Đôi ủng của ông đâu rồi? Vâng. Và đi vào những cái bùn lầy này thì mặc dù là cũng được là các bác gửi những cái đôi ủng hay là những cái đôi giày cho thì để mà đeo thì nó cũng để mà đeo thì khi mà mình đi lấy cỏ lên rừng này lấy thì nó thoải mái hơn, còn đi thoải mái hơn, còn đi vào những thửa ruộng này thì là nó đi khó hơn các bác. Ra bên này thì có những cái loại quả cỏ kia là nhiều hơn không nhỉ? Cái cỏ này ngứa lắm của bác ạ, cỏ này. Đấy, khung cảnh rất là u ám của bác. Bây giờ thì hiện tại là tầm độ là 5 giờ rồi, hơn 5 giờ một chút rồi. Hôm nay là ông lên xá cái nhận quà thì có được không ông? À, được 1 ít gạo à? Được tầm bao nhiêu cân ông? 10 cân gạo. Đông người lắm không? Đến tầm 100 người không ông? 100 đấy. À. Hôm nay ở trên xá cho Lực cái cô bác ạ, thì được không biết là bên đoàn nào ấy, đoàn nào về
trao quà đấy, thì cả ông thì cũng được, cũng được là một phần nào đấy thôi. À, tận đâu lên đấy ông biết không? À, trong thành phố đúng không? Năm nay thì là các đoàn từ thiện là về nhiều hơn các bác, so với lại là mọi năm khác. Năm nay thì là ở trên vùng cao ấy thì nó ảnh hưởng thiên tai là nhiều hơn đấy các bác. Thực ra là có rất là nhiều, và có rất là nhiều những cái đoàn là từ thiện là lên. Đấy, mỗi lần mà ông nếu mà hàng xóm lên trên này có bác này phải đi luộn qua là cái khe suối như này, mà hàng xóm trên kia thì ông nói là 3-4 năm là chưa lên lần nào rồi. Nhà thì nhìn thấy nhau thôi nhưng mà rất là ít khi là đi với nhau bác ạ. Ở trên này thì ông thì có đi nhà Quyết là nhiều. Cái chậu ấy chắc phải độ tầm là 30-40 mét đấy các bác ạ. Dài lắm. Cái loại cây thì nó phát triển là theo chiều đứng nó nhanh hơn. Năm nay ông tuốt lúa thì ông đi mượn máy tuốt ở đâu về đấy ông? Thế là máy tuốt lúa của ông là hỏng rồi các bác. Không biết là ông có mượn được không này. Trước thì ông có một cái máy tuốt lúa là dùng bằng bằng thủ công các bác ạ. Đây. Hãy nhắc đến đây thì thấy luôn. Phần là đáy dưới này thì bị thủng rồi các bác ạ. Với lại là những cái bàn đạp bánh răng này hỏng hết rồi. Có lâu lắm rồi đấy. Còn là về cái góc bếp nhỏ của ông này các bác này thì bao giờ mà ông làm xong cái chuồng trâu của ông ấy thì ông mới gỡ đi. Xong này là những cái chỗ này là ông hạ hết xuống à? Hạ hết cho nó thấp hơn không nhỉ? Nó cao quá. Chó này còn có đỉa trong mũi không ông? Còn nữa. Ồ. Chưa lấy thuốc gì bôi cho nó không? Vâng. Đây. Đây là ông hôm nay là buổi tối nay là nấu cơm rồi không? Trưa nay ông không nấu dành à? Hôm nay cũng có ăn. Hôm nay làm bún ăn rồi. À. Nấu cơm. Vâng. Còn cơm là tính cho con chó. Vâng. Một mình ông ở thì cũng chẳng ăn được bao nhiêu à cô bác ạ? Chắc đâu đó nếu mà tính theo bát ấy, thì là chỉ được tầm một bát gạo thôi. Ông cất cái dây sắt này đi ông này. Không ạ, để ngoài nó gì ấy, mưa ấy. Thôi chắc là anh phòng lấy ở đây sao ấy. À, đào ở trên này không? Cho tấm ván cái gì là hôm nọ thì định bảo là dự định là khi mà làm nhà đấy các bác thì làm cho ông là cái bếp củi ở phía bên này này, nhưng mà hiện tại ông đang làm chuẩn bị làm chuồng trâu đấy, cho nên là sẽ dừng lại là một khoảng thời gian đó để cho sau này tấm ván này thì ông
để mà làm ở phần bếp ở chuồng trâu thì cũng được. Đấy. Còn là phần bên này thì có thể là vẫn làm sân được. Cái bóng đèn năng lượng mặt trời thì sau này là ông thấy là nó tiện tiện ở đâu ông nhá, thì ông đặt ở đấy nhá. Vâng. Vâng. À, ở bên kia thì có sau đó ông bảo làm chuồng trâu ở bên kia đấy, nó vừa là có một phần bếp này thì là đặt ở bên đấy sau ông ạ. Thế còn cái bóng điện năng lượng mặt trời thì sau này nếu mà ông muốn nó bỏ ra thì đặt ở trong nhà này cũng được. Đây là mấy con gà ở nhà ông đấy à? Ồ, có mấy con này thôi à ông? Ồ, mua hết đi 100 rồi không? Vâng. Thế là đâu đó là nhìn là tầm độ là tầm độ 6 con. Có bằng 5-6 con bé thôi. Con to chết hết rồi ông nhỉ? Vâng. À. Ờ, thế là trong này là ông dùng điện là ông sạc điện ở đây rồi à? Đây thì thấy là ông sạc một cái đèn là cái đèn ở phía bên này có bác. Đủ chưa ông? Có màu vàng là đủ rồi à? Đây, hiện tại thì trời cũng khá là tối rồi các bác ạ. Chắc là Thần Lực cũng xin được là kết thúc cái video này ở đây thôi các bác. Nhà hai ông cháu thì hiện tại là vẫn đang chờ đang chờ cái thời gian mà đi vào lắp cửa thôi. Ở đây thì cháu là đi vào sơn trước xong mới lắp cửa ông nhé. Vâng, cái thời gian mà cái thời gian mà mình chờ người ta làm cửa ấy, thì mình là đi vào mình lắp mình đi vào mình sơn, cứ để người ta sơn xong cửa sau này mình sau này sợ nó dính vào cửa ấy, lại không cậy được. Đấy thì chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc cái video này thôi các bác, và cảm ơn các bác đã theo dõi hết video và hẹn gặp lại yêu bà cô chú anh chị ở những cái sóng tiếp theo ở trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào các bác các chị nhá. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.